Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món chay ngon lạ miệng làm từ cơm nguội nha các bạn. Thì món này làm xong các bạn có thể làm món ăn vặt cũng đều rất là ngon. Cách làm thì rất là đơn giản, dễ làm, lại nhanh ăn, nguyên liệu thì cũng rất là dễ tìm. Cơm cháy khi mình chiên xong thì rất là giòn và khi mình ăn cái vị ngọt, mặn, cay thì rất là vừa ăn. Đây là tất cả các nguyên liệu thì mình có chuẩn bị là một tô cơm nguội. Thì mình sử dụng cái loại cơm dẻo nha các bạn, thì mình làm sẽ được ngon hơn. Một cây sả, ít chế ớt, ít cọng ngò gí mình để vô cho được thơm. Về phần gia vị thì mình có là một ít dầu màu điều, thì lát mình sẽ đi làm sa tế. Hai thìa canh nước mắm chay. Còn bên đây là ớt bột thì mình sử dụng một ít, mình để vô cho màu được đẹp. Và một ít đường nâu. Đầu tiên đó thì mình sẽ đi xắt cái phần sả này cho mỏng. Xong rồi cái mình bầm nhuyễn sả thì mình thay thế cái phần hành lá nha các bạn. Đến phần ớt thì mình sẽ bỏ cái phần cùi. Xong rồi mình sẽ lấy cái phần thịt và mình sẽ bỏ cái phần hạt. Thì như vậy nó không có quá là cay. Và như nếu bạn nào ăn cay không được thì mình sử dụng cái ớt sừng nha. Thì xong cái mình sẽ xắt cái miếng to to như vậy hoặc là xắt nhỏ cũng được. Tiếp đến thì mình sẽ để cơm ra ngoài cái tấm thớt và mình sẽ tán đều cái phần cơm ra nha các bạn. Khi cơm đã tán đều ra xong rồi thì mình bịt bọc bao thực phẩm. Rồi mình dùng một cái chai. Mình sẽ đi cán cái phần cơm này cho nó đều và nó mỏng ra. Hoặc là các bạn có thể dùng cây cán bột, mình cán cũng được nha. Và mình làm cái cơm cháy này thì các bạn nên sử dụng cái loại gạo dẻo thì mình làm nó sẽ được ngon hơn. Và đây là cái phần cơm thì mình ăn còn dư á, mình đem ra mình làm cơm cháy. Hoặc là các bạn có thể nấu cơm và mình để nguội, mình làm cơm cháy cũng được nha. Và giờ thì mình cán cái phần cơm này nó cũng đã đều và đã mỏng rồi. Mình chuẩn bị một cái ly và mình thoa một ít dầu ăn lên trên mặt ly. Xong rồi mình sẽ tạo những cái hình dáng tròn nha các bạn. Thì mình thoa dầu ăn lên như vậy, khi mà mình lấy cái phần cơm ra nó cũng không có bị dính, rất là dễ và rất là đẹp. Hoặc là các bạn có thể sử dụng lon nước ngọt, lon bia cũng được nha. Mình lấy nó cũng rất là dễ. Và hình dáng thì các bạn có thể tạo hình dáng dài, tròn, dẹp sao cũng được nha. Sao mà mình chiên dễ là được. Và tiếp tục mình sẽ lấy đến khi nào hết thì thôi. Cơm này thì mình sẽ cán ra và mình sẽ tạo những hình tròn đến khi nào hết nha. Cơm thì giờ mình đã cắt ra xong hết rồi. Thì giờ mình sẽ đem đi chiên. Mình bắt một cái chảo lên. Thì mình để dầu ăn vô. Mình sẽ để một lượng dầu ăn vừa thôi nha các bạn. Tại mình chiên cái phần cơm này không cần quá nhiều dầu ăn. Khi dầu ăn nóng thì mình sẽ để cơm vô để mình đi chiên. Và mình sẽ chiên cho cái cơm này nó vàng đều hai mặt. Phần cơm thì mình đã chiên nó vàng một mặt dưới rồi nè các bạn. Thì giờ mình sẽ trở bề lại. Thì mình chiên sao cho nó vừa vàng tới nha. Thì như vậy cái miếng cơm á, nó được đẹp hơn và mình ăn nó cũng được ngon hơn. Và mình chiên với cái mức lửa là vừa. Và tiếp tục thì mình sẽ chiên cái bề mặt còn lại cũng vàng nha các bạn.
Và giờ cái phần cơm thì mình chiên nó cũng đã vàng rồi, thì mình sẽ đem ra ngoài cái giấy thấm dầu. Đây là cái phần cơm thì mình vừa chiên xong, thì mình sẽ để vô cái giấy để thấm dầu, xong rồi mình sẽ quét cái phần nước sốt lên. Thì mình sẽ bắt chảo lên để mình đi làm cái phần sốt mắm đường. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần sa tế trước, mình để dầu màu đều vô. Sả ớt mình cũng để vô. Mình sẽ phi cho cái phần sả ớt này nó vàng và nó thơm. Khi sả ớt vàng thơm rồi thì mình sẽ để cái phần nước mắm chay vô. Một ít nước lọc. Và đường thì mình sử dụng cái đường nâu để cho cái màu được đẹp hơn. Và một ít ớt bột. Và mình sẽ nấu cho cái phần sốt này nó sôi lên. Khi nước sốt sôi lên thì mình sẽ để ngò gí vô cho được thơm hơn. Và giờ mình nêm nếm cái phần nước sốt này thì nó cũng đã vừa ăn, độ ngọt, mặn, cay cũng rất là vừa. Có cái độ cay nhẹ rất là vừa luôn. Và nước sốt thì nó hơi kẹo lại như vậy là được. Thì lúc này mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đem ra ngoài để cho được nguội. Và cuối cùng thì mình sẽ quét cái phần nước sốt lên trên bề mặt của cái phần cơm cháy. Và mình sẽ quét một mặt thôi nha các bạn. Mình quét cho nó đều như gì, đều miếng cơm cháy luôn. Và cái phần nước sốt mắm đường này thì hồi nãy mình có để cái phần sả vô nên nó rất là thơm. Thì tại vì mình không có cái sa tế á, nên mình phi cái phần sả, dầu màu điều và ớt lên. Mình làm cái phần sa tế. Và như nếu nhà bạn nào có sa tế á, thì mình sử dụng sa tế nha, nó rất là ngon. Và tiếp tục mình sẽ quét đến khi nào hết. Quét xong rồi á, thì mình sẽ để cái phần cơm cháy qua một bên để cho nó khô cái phần nước sốt nha các bạn. Món cơm cháy chiên nước mắm chay thì mình vừa làm xong rồi nè các bạn. Nhìn màu sắc rất là đẹp luôn. Món này thì các bạn có thể làm món ăn vặt thì rất là ngon. Cơm cháy khi mà mình chiên xong rất là giòn và mình ăn có cái vị ngọt, mặn, cay rất là vừa ăn. Với cách làm này thì rất là đơn giản, dễ làm. Nguyên liệu thì cũng dễ tìm, chỉ có cơm nguội. Thì mình cho ra một món chay vừa thơm ngon, lạ miệng cho gia đình. Thì món này làm xong các bạn có thể để vô keo và mình bảo quản cẩn thận trong ngăn mát tủ lạnh. Mình có thể sử dụng dần rất là tiện. Thì chúc các bạn có thêm một món chay cho gia đình mình.